Netizen Trung Quốc dậy sóng trước thông tin người Việt thiết kế và xây dựng nhiều công trình lớn ở kinh đô nhà Minh. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây một netizen Trung Quốc thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam có đăng tải video có tiêu đề Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, người Việt thiết kế và xây dựng nhiều công trình lớn ở Trường An, kinh đô nhà Minh. Các bạn hãy like video và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nguyễn An sẽ nói, tôi là người Trung Quốc. Tôi là người giám sát dự án. Tôi nhớ có một vị đại thần ở Giao Chỉ vào thời nhà Minh. Người này đúng là người ở Việt Nam. Một trong những ý kiến phổ biến gần đây, ở khu vực nói tiếng Việt trên Douyin cho rằng, lễ hội mùa xuân là do người Việt phát minh ra, và âm lịch cũng do người Việt phát minh ra. Vì Việt Nam là nền văn minh nông nghiệp còn Trung Quốc là nền văn minh du mục. Bằng chứng là ở Việt Nam có truyền thuyết kể rằng, có một vị thần nào đó đã tạo ra Tết từ hàng nghìn năm trước. Tôi không biết thời cổ đại lại như vậy. Có vẻ họ càng ngày càng giống Hàn Quốc. Tại sao các nước Đông Nam Á có bốn mùa rõ rệt nhỉ? Âm lịch được phát minh dựa trên 24 tiết khí. Có thuật ngữ mặt trời nào như giao xuê không? Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á, có tuyết ở đâu ra? Họ chỉ có mùa khô và mùa mưa thôi. Tử Cấm Thành được thiết kế và xây dựng bởi gia đình Tương Lôi, phong cách Tương Lôi nổi tiếng trong lịch sử, còn An Nam và Nguyễn An chỉ là những nhà thầu cấp thấp. Nói nhảm, Tử Cấm Thành được xây dựng vào thời Chu Di của nhà Minh. Tương Lôi phục vụ nhà Thanh thì làm sao Tử Cấm Thành có thể được xây dựng? Nó được xây dựng lại vào thời nhà Thanh phải không? Tử Cấm Thành của nhà Minh không liên quan gì đến nhà Lôi. Chúng không cùng thời đại. Tử Cấm Thành có liên quan gì đến phong cách không? Tử Cấm Thành có được xây dựng vào thời nhà Thanh không? Nguyễn An chỉ nhận thầu phụ một phần công việc nhỏ và được Việt Nam thần thoại hóa. Hơn nữa, họ được người Trung Quốc đào tạo từ nhỏ, lĩnh vực xây dựng không liên quan gì đến Việt Nam. Thật hiếm khi một quốc gia nhỏ có một người nổi tiếng có thể liên quan, vậy tại sao không viết một bài về nó? Thật đáng tiếc là người Việt Nam không được học lịch sử. Ngay cả ở thời hiện đại, họ cũng không thể hiểu được. Điều này giống như một số người thích nói rằng, người thân của họ đang làm ăn lớn ở Mỹ. Trên thực tế, họ vừa mở một nhà hàng Trung Quốc ở khu phố Tàu. Ông ấy chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng khi một số hội trường được xây dựng lại. Nguyễn An là người Trung Quốc, đừng gây rắc rối. Họ đang thay đổi lịch sử và bạn đang giễu cợt họ sao? Các bạn có thể nhìn vào cây gia phả không? Ông ấy là người Việt Nam. Nguyễn An sinh ra ở nhà Minh, cả đời phục vụ nhà Minh. Ông học ở nhà Minh và nhận ra giá trị của cuộc sống ở nhà Minh. Nguyễn An là người gốc An Nam vào thời nhà Minh. Trong thời kỳ tranh du của nhà Minh, An Nam một lần nữa được đưa vào lãnh thổ của nhà Minh. Mãi đến cuối nhà Minh, An Nam mới giành được độc lập trở lại. Không. Ông ta chỉ là một người làm việc chăm chỉ, xong việc lại quay lại khoe khoang, giống như một số người chuyển gạch ở một công trường nào đó, khi về làng lại khoe rằng anh ta chịu trách nhiệm cho một công trình nào đó. Điều này cũng giống như vận động viên trượt tuyết Gu Eiling của chúng tôi. Chúng tôi đã mời cô ấy tham gia đội tuyển quốc gia. Trên thực tế, cô ấy lớn lên ở Hoa Kỳ và mang dòng máu Mỹ. Điều này đúng một phần. Vào thời đó, nhà Minh đã bắt tất cả các học giả và thợ thủ công có học thức trong vương quốc nhỏ bé Việt Nam, bao gồm cả các hoàng tử và thái giám. Họ đã không thể thở được trong 100 năm. Cuối cùng Việt Nam đã giành được độc lập như thế nào? Cuối đời Minh, ta gần như mất khả năng quay trở lại Việt Nam. Ba chiến dịch lớn của Vạn Lý chỉ cứu được Vân Nam. Chi phí quản lý quá cao và không tương xứng với thu nhập nên ta đành bỏ cuộc. Cũng không phải đã thất lạc vào cuối thời nhà Minh, đó là điều mà Chu Chiến Cơ lúc đó không hề mong muốn. Đó là vì thủ đô ta đã được chuyển đi. Nếu thủ đô vẫn ở Nam Kinh thì Việt Nam phải được bảo vệ. Sau khi rời thủ đô về Bắc Kinh, việc Việt Nam có được bảo tồn hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đó là điều bình thường vào thời điểm đó. Nguyễn An là người Trung Quốc và anh ấy được coi là người Trung Quốc vào thời điểm đó. Họ đã là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại, ngay cả các ký tự cũng giống nhau. Chủ yếu là do ngũ đại thập quốc họ đã độc lập và không bao giờ bị thu hồi lại, mặc dù nhà Minh đã thu hồi lại trong thời gian ngắn trong 20 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do nhà Tống quá yếu, không thu hồi được nên họ bắt đầu độc lập. Việc Chu Đệ chinh phục An Nam có nghĩa là Việt Nam không còn là Trung Quốc nữa. Từ chinh phục không thể dùng để chỉ lãnh thổ của mình. Nếu Trung Quốc muốn sử dụng biện pháp bình định hoặc đàn áp, nguyên nhân chính là Việt Nam đã đánh bại Mông Cổ, khiến bọn họ hoàn toàn không thể bảo vệ được phương Bắc. Nếu không, lúc đó nhà Minh vẫn còn cơ hội, thuế không thể nộp được và họ vẫn thua lỗ trên thực tế, tốt hơn là nên thưởng cho Giang Phu và Dung Nan. Có thể có chút hy vọng về quyền tự chủ trong tương lai. Lúc đó ông Nguyễn An là quan chức ở Trung Quốc và xuất thân từ thời nhà Minh. Nguyễn An cũng là giám sát thi công, hoặc là một phần của giám sát thi công. Bạn có thể gửi cây gia phả ông ấy cho tôi được không? Tôi là người Việt Nam.
Cho dù một quốc gia có thân thiện với Trung Quốc hay không, các bảo tàng của quốc gia đó sẽ không nói dối. Điều này là tốt cho các nước nhỏ xung quanh. Bảo tàng quốc gia Thái Lan không thân thiện với Trung Quốc, và các ghi chép lịch sử của nó sẽ bổ sung cho các triều đại Trung Quốc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các lãnh thổ Trung Quốc, cổ đại hiện đã trở thành các quốc gia độc lập chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng văn hóa Hán và làm mất uy tín của quốc gia bá chủ. Không một quốc gia phương Đông và phương Tây nào xung quanh Trung Quốc thân thiện với Trung Quốc. Nếu bạn muốn biết cuộc sống riêng tư của họ như thế nào, bạn có thể hiểu rõ ràng bằng cách đến thăm bảo tàng của họ. Do Thái Lan không có biên giới với Trung Quốc. Cũng vậy thôi. Nếu không thì chúng ta đã cãi nhau từ lâu rồi. Nguyễn An có thể đã làm việc cho một nhà thầu nào đó vào thời điểm đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên trong sách là Cu Ai Siang, nhưng bây giờ tại sao lại có nhiều người nói ông ta là thạch lỗi? Bạn thực sự không nên thể hiện sự thiếu kiến thức của mình. Phong cách Lây có từ thời nhà Thanh. Tử Cấm Thành được xây dựng theo phong cách thời nhà Minh và phục vụ nhà Thanh. Đây là một dòng họ kiến trúc trải qua nhiều triều đại và có nguồn gốc từ Tô Châu. Lùi lại vạn bước đi, Nguyễn An cũng là công dân nhà Minh. Nguyễn An quả thực là người Việt Nam, từ Giao Chỉ Việt Nam đến nhà Minh năm 8 tuổi để vào cung. Điều này không có gì đáng bàn cãi. Ông ấy không phủ nhận mình là người Việt Nam. Nhưng vào thời Chu Đệ, hắn lại là người nhà Minh. Ý bạn là gì khi bạn cứ lặp đi lặp lại câu này? Chu Đệ chinh phục An Nam, không thể sử dụng bừa bãi An Nam là nhà Minh, chỉ có thể dùng bình định hoặc trấn áp. Tôi lặp lại câu này để khuyên các bạn đừng bắt chước Hàn Quốc và Nhật Bản trong chủ nghĩa hư vô lịch sử của họ. Tử Cấm Thành hoàn toàn không phải do Nguyễn An thiết kế. Cũng vậy, Nguyễn An luôn là người Việt Nam. Trong quá khứ, nhà Trần là nước chư hầu của nhà Minh, Nguyễn An được coi là công dân nhà Minh. Bạn không biết lịch sử sao? Hãy học tập chăm chỉ và sử dụng bản đồ hiện tại để khoanh tròn quá khứ. Bạn thực sự rất thông minh. Nước chư hầu là một nước độc lập. Nếu Nguyễn An là người nhà Minh, Chu Đệ sẽ không dùng tiền để chinh phục An Nam. Cuộc chinh phục chỉ có thể được thực hiện chống lại các quốc gia khác, sử dụng hòa bình hoặc đàn áp cho chính mình. Khi Nguyễn An ra đời, nhà Minh chưa có quyền cai trị Việt Nam. Trong video cũng có đề cập rằng vào thời điểm đó, tôi không biết ngai vàng sẽ được trao lại cho ai nên đã được đưa vào lãnh thổ nước ta. Theo logic của Việt Nam, Lý Bạch có vẻ là người Kazakhstan. Cuối cùng, bạn phát hiện ra rằng một số người Hồi cho rằng Lý Bạch là người Hồi vì nơi sinh của ông. Hơn 8.000 tàu chiến được sản xuất như thế nào? Nơi nhỏ bé đó ở Việt Nam có thể sản xuất hơn 8.000 tàu chiến sao? Thuyền tam bản nhỏ, một chiếc thuyền nhỏ trong đó một người chèo bằng cả hai tay và người kia chiến đấu. Các hoạn quan đầu thời nhà Minh về cơ bản là người An Nam và người Triều Tiên. Ở Mông Cổ, cũng có nhiều hoạn quan nữ chân, về cơ bản họ là tù nhân. Lịch sử có đúng hay không không quan trọng, điều quan trọng là xây dựng được lòng tự hào dân tộc Đại Việt. Trường An, thủ đô của nhà Minh. Có khả năng Nguyễn An là người nhà Minh không? Chỉ là con cháu của ông đã trở nên độc lập. Gia tộc Nguyễn Việt Nam vốn xuất thân từ gia tộc Nguyễn của Thất Hiền Dừng Trúc thời Tam Quốc. Nguyễn An chỉ là một công nhân xây dựng tại chỗ, có lẽ cao hơn một chút so với công nhân xây dựng. Anh ấy chỉ là quản lý dự án sao có thể trở thành nhà thiết kế và kiến trúc sư trưởng được chứ? Phản ứng của netizen Trung Quốc trước thông tin cụ Nguyễn An, người Việt Nam, có vai trò trong việc xây dựng các công trình lớn ở Trường An thời nhà Minh, đã tạo nên sự tranh luận sôi nổi. Qua các bình luận, có thể thấy một số xu hướng và quan điểm chính. Họ phủ nhận hoặc giảm bớt vai trò của Nguyễn An. Nhiều người cho rằng Nguyễn An chỉ là nhà thầu phụ hoặc giám sát, chứ không phải người thiết kế hay kiến trúc sư trưởng. Họ cũng nhấn mạnh rằng, Nguyễn An đã làm việc trong khuôn khổ của hệ thống nhà Minh và rằng, vai trò của ông không thể sánh với các nhà kiến trúc gia nổi tiếng khác, như gia đình Lây của thời Thanh. Một số netizen nghi ngờ và chỉ trích việc người Việt Nam đưa thông tin có vẻ cường điệu về vai trò của Nguyễn An để tạo dựng lòng tự hào dân tộc, tương tự như một số nước Đông Á khác như Hàn Quốc. Có ý kiến cho rằng vào thời Nguyễn An, Việt Nam nằm dưới quyền kiểm soát của nhà Minh, và do đó ông được coi là người nhà Minh. Các ý kiến cũng nhấn mạnh ảo ưởng rằng việc Việt Nam từng là nước chư hầu hoặc bị nhà Minh chinh phục, vì vậy thành tựu của Nguyễn An cũng thuộc về Trung Quốc. Dù một số người cho rằng người Việt đang cố gắng khẳng định dấu ấn của mình trong lịch sử Trung Quốc, cũng có những ý kiến ghi nhận rằng lịch sử không thể thay đổi, và mỗi quốc gia có quyền duy trì bản sắc và lòng tự hào riêng. Kết luận, tổng quan, các bình luận phản ánh sự ngạc nhiên và không thoải mái về việc người Việt Nam khẳng định vai trò của Nguyễn An trong các công trình lớn của Trung Quốc. Một số người cường điệu hóa hoặc bóp méo lịch sử để tạo dựng lòng tự tôn dân tộc, trong khi số khác tỏ ra phòng thủ về chủ quyền và đóng góp của Trung Quốc trong khu vực.